Xưởng Tượng Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác một tác phẩm rất là VIP các bác nhé. Di Lặc cửu tiểu, ngồi bào tiền, chất liệu gỗ nu hương hàng siêu khủng các bác nhé. Phôi gỗ ban đầu 2 tạ 8, đục ra tác phẩm rồi vẫn còn nặng hơn 180 cân các bác nhé, phải 5 đến 6 người bê ạ. Hàng đặc gỗ và liền khối 100% các bác nhé. Tác phẩm này có kích thước cao 93, ngang 96 và sâu 66, nặng hơn 180 cân. Rất là đặc gỗ, hàng liền khối 100%, nu kín bao tiền các bác nhé. Hàng đục rất kỹ, những chi tiết canh bong thì khỏi chê các bác nha. Một tác phẩm rất đẹp và rất nét, rất là đẹp cho những bác nào trưng bày ở sảnh công ty, văn phòng làm việc hay là phòng khách nhà mình. Siêu đẹp luôn các bác nhé, hàng cực kỳ đẹp và độc, có 102 ạ. Tượng Phật Di Lặc là một trong những hình tượng quen thuộc trong tín ngưỡng Phật giáo dân gian, là biểu tượng cho sự hoan hỷ, hạnh phúc của con người. Phật Di Lặc được biết đến qua những cái tên dân dã gần gũi như Phật cười, Phật bụng bự hay là Phật mập. Hình tượng Phật Di Lặc hiện nay đang là một trong những sự lựa chọn rất là đông đảo của mọi người. Không khó để bắt gặp hình tượng Di Lặc Phật với nụ cười rạng rỡ, thân hình mập mạp với tướng ngồi thoải mái, ung dung tự tại, cười hoan hỉ. Và tượng được trưng bày trong các hộ gia đình, trong các chùa chiền và một số địa điểm công cộng, đặc biệt là các văn phòng, công ty, cửa hàng. Người ta tin rằng đặt Phật Di Lặc trong nhà hay là cơ quan làm việc sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc, sự giàu có, khỏe mạnh và đem tới lòng tốt. Để tăng thêm sự gần gũi của tượng Phật Di Lặc, các tượng Phật Di Lặc tượng trưng trong nhà được làm bằng các loại gỗ quý như gỗ nu, hương, cẩm hoặc là trắc. Một tác phẩm nu hương là gỗ hàng đầu luôn các bác nhé, gỗ rất là giá trị và đục ra một tác phẩm cực kỳ giá trị luôn các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy tượng Di Lặc đục với cả cửu tiểu, 9 tiểu đồng xung quanh. Tiểu đồng nào cũng tròn trịa, xinh xắn và cười rất là ngoan ngoãn các bác nhá, cười rất là ngoan. Gắn liền với Phật Di Lặc là 9 tiểu đồng đang đùa vui xung quanh. Đứa nhéo tai, đứa nhéo mũi, đứa xoa đầu, đứa nâng thỏi vàng, đứa kéo dây tiền. Thoạt nghĩ đây là một hình ảnh hỗn độn, nhưng mặc dù bị các tiểu đồng làm phiền nhưng Phật Di Lặc vẫn cười rất là vui vẻ. Ý nghĩa của Di Lặc chơi cùng trẻ con là cầu mong con đàn cháu đống sinh sôi nảy nở, lúc nào cũng khỏe mạnh và mang đến bình an cho gia đình. Các bác có thể nhìn thấy một tác phẩm rất đẹp và ý nghĩa phong thủy siêu tốt đấy ạ. Bác nào ưng tác phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội để tham quan gian hàng đồ gỗ bên em nha. Tác phẩm này cao 93, ngang 96 và sâu là 66, nặng hơn 180 cân các bác nhé. Có giá bán bên em là 72 triệu. Bác nào quan tâm đến sản phẩm này có thể nhắn tin Zalo hoặc gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868 688 137 nha. Xem xong video các bác nhớ đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.